VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn thân mến, hiện nay trên thị trường của chúng ta, các đầu karaoke cao cấp đang có dấu hiệu hạ nhiệt xuống và các đầu karaoke giá rẻ từ 4 đến 5 triệu thì đang bắt đầu sốt trở lại. Vậy chúng ta tìm đâu ra một chiếc đầu karaoke vừa rẻ nè, vừa chất lượng lại bền bỉ, quan trọng nhất phải là nhiều tính năng và phải là hàng chính hãng. Và ngày hôm nay, Viết Phương sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn hai chiếc đầu karaoke vô cùng tuyệt vời mà giá cả lại vô cùng phải chăng. Đó chính là chiếc đầu karaoke Exynos 8910, KTV VKS và Exynos K M4. Nào, hãy cùng Viết Phương tìm hiểu xem hai chiếc đầu karaoke này có gì đặc biệt mà khiến cho tất cả các chủ quán karaoke đều thích thú nhé. Đầu tiên về phần thiết kế bên ngoài, với Exynos 8910 KTV VKS nặng khoảng 4,5 kg, có lớp vỏ làm bằng hợp kim nhôm cao cấp với màu đen kim loại vô cùng sang trọng. Tiếp theo là Exynos K14, chỉ nặng khoảng 2 kg mà thôi, rất nhỏ gọn luôn, phần hồng ốp gỗ tinh xảo và vô cùng sang trọng. Tiếp đến là các phụ kiện đi kèm. Cả hai đầu karaoke này đều được trang bị cáp HDMI, cáp IV, remote, anten Wi-Fi và sắt hướng dẫn. Đối với riêng đầu Exynos 8910 KTV VKS còn được trang bị thêm pin AAA. Còn đầu Exynos K4 có thêm phụ kiện cục nguồn và trục không dây và 1TB. Đối với đầu Exynos 8910 KTV VKS cho ra chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, hỗ trợ cả hai kho nhạc MIDI và KTV Video. Đầu này có thể tự phát Wi-Fi để kết nối với các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng thông qua app Karaoke Connect. Việc thao tác chọn bài nhanh chóng và vô cùng tiện dụng hơn. Với đầu karaoke Exynos SK8910 KTV này, có 3 lựa chọn để lưu trữ và sử dụng nguồn nhạc, đó là từ đĩa cứng HDD gắn trong và từ ổ cứng dung lượng lên đến 2TB, hoặc sử dụng nguồn nhạc từ USB. Cách tìm kiếm bài hát dễ dàng, anh chị chỉ cần gõ các chữ cái đầu của tên bài hát là được. Tiếp theo là Exynos K4 2TB. Với kho nhạc khổng lồ với tất cả những bài hát có trên mạng và chất lượng âm thanh và hình ảnh chuyên nghiệp, phát video bài hát qua màn hình và các thiết bị thông minh như điện thoại di động, điều khiển bằng trục không dây, remote control hoặc app karaoke Connect, ổ cứng có dung lượng lớn, có khả năng hỗ trợ lên đến 6TB, có khả năng tìm bài hát bằng giọng nói. Tính năng này thích hợp với người già, thích cái gì đơn giản. Khả năng lưu bài hát nếu bỗng dưng mất điện. Phụ kiện tương tác karaoke như lắc xúc xắc, tặng hoa. Về tính năng có vẻ hấp dẫn quá mà giá hai loại đầu này cực kỳ mềm mà không chênh nhau bao nhiêu. Với Exynos 8910 KTV VKS giá là 4.500.000 đồng, bảo hành 1 năm. Với Exynos K4 2TB giá là 4.950.000 đồng và bảo hành 1 năm. Ngoài bảo hành 1 năm thì VDA còn dành tặng cho bất cứ khách hàng nào mua Exynos 8910 KTV VKS. Tặng dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, tặng tài khoản xem phim trị giá 500.000 đồng, tặng dây AV xịn trị giá 300.000 đồng. Còn với khách hàng nào mua đầu Exynos K4 2TB thì sẽ được tặng dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, tặng sách lý thuyết cân chỉnh âm ly trị giá 300.000 đồng, tặng dây AV xịn trị giá 300.000 đồng. Chà chà, đầu karaoke nào cũng tốt mà giá của nó là chỉ có 5 triệu mà thôi. Đúng là một mức giá vô cùng mềm. Và đã có rất nhiều khách hàng đến với showroom và video của chúng tôi để có thể trải nghiệm sản phẩm này và đã rinh về cho mình ngay luôn rồi. Còn bạn có thích sản phẩm Exynos 8910, KTV VKS và Exynos K4 hay không? Nếu thích rồi thì còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay showroom gần nhất, hoặc các bạn có thể liên hệ về số hotline 0902 799 186 để nhận được những tư vấn nhiệt tình nhất đến từ đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Và một lần nữa, Viết Phương xin được hẹn tất cả các bạn vào những chương trình lần sau.